Rồi chào hết thảy mấy anh ha, thì hôm nay là ngày 2 tháng 8 ha. Thì chúc mấy anh có một ngày đầu tuần vui vẻ. Thì hôm nay em về được một ít chim chòe than anh em, chòe than Đắk Nông ha. Thì đợt này lông lá nó không có được đẹp như mấy lần trước á mấy anh. Thì đợt này là em chỉ bán 250 một con thôi mấy anh ha. Thì đây, than mới về nó hút rất là nhiều đúng không mấy anh? Hút rất là nhiều ha. Rồi đây nữa nè mấy anh. Rất là nhiều. Đợt này thì chim nó khá là chung chim nhỏ chim vậy anh đó, nhưng mà được cái là rất là xinh miệng, nãy giờ nó rất nhiều ha đó. Mình chơi hót thì mình cần những con nó cao cầu xinh miệng mình chơi là được rồi hết anh ha, chứ không cần phải những con quá là to khủng nữa ha. Chơi hót thì đơn giản hơn rất là nhiều, nên chơi đá thì mới cần những con nó to, còn mình chơi hót thì dài chim cao cầu mỏng lông thế là đủ rồi anh, mỏng mỏ nữa là ok. Đó, cái con này nãy giờ khè rất là nhiều luôn, khè hết rất là nhiều luôn. Nó nãy giờ nó về thì em mới tắm nó cửa nó xong cho nó tẩm, giờ nó tẩm bớt rồi đó mấy anh. Rồi bây giờ bắt đầu quay những cái con mà nó xuất sắc cho mấy anh coi ha. Thì chim đợt này là em bán 250 một con nhưng mà khè này nó nhỏ quá, em cũng không có lựa ra mấy con mà không có tuyển được mấy con nào mà đẹp hết nha. Nhưng mà những con nó rất là xiên mỏ nha, đó xiên mỏ xiên đánh đuôi rất là nhiều luôn. Em nãy em có quay được mấy clip tụi nó đứng nó hót sổng rồi nó chơi, nó hót sổng nó khè á mấy anh. Thì để em ghép vô luôn cho mấy anh coi ha. Rồi ok mấy anh, thì anh nào chốt con nào thì cứ nhắn cho em ha. Nãy giờ là con 74 với lại con 73 nó sổng rất, nó hút rất là nhiều đúng không anh. Con 71 này mấy anh, nãy giờ là nó hót luôn nha. Con 71 là hót sổng luôn nha, hót sổng lớn luôn nha. Rồi con 76 nữa nè. Đó thì đợt này chim nó khá là nhỏ con, chim nó khá là nhỏ. Đợt này thật sự là em cũng nói thật, chim khá là nhỏ nhưng mà được cái là xiên miệng đó, xiên miệng như là cao cầu rất là nhiều đúng không anh. Rồi để em lên clip em quay, em canh em quay mấy cái con mà nó hót sổng cho mấy anh coi ha. Đó còn ở trên đây nè, ở trên đây thì em cũng có được một hai con này mẫu đá, mấy cái con đá này nó cũng vừa vừa thôi nhưng mà mình chơi đá ít ít thì được, tại vì mấy con này nó không có đủ form mấy. Như con này con trong 79 thì rất là to, miệng rất là to ha. Thì mấy con này em cũng bán 250 một con vậy anh. Rồi có mấy con hàng lỗi của mấy cái đợt than cũ á anh, nó còn lại. Thì mấy cái con lỗi này em bán là 150 một con vậy anh. 150 một con ha, chỉ có 3 con thôi. Rồi ok mấy anh, bây giờ để em bắt đầu em quay clip cho mấy anh coi, quay tiếp thêm vài con nó hót nó khè rồi cho mấy anh coi ha. Rồi cảm ơn mấy anh ha. Tám chín thì rất là xiên đánh đuôi nè mấy anh, nó mà lông lá nó hơi xấu xíu thôi, nhưng mà chim mới về mấy anh, ra mùa này mùa thấy lông đó nữa, lông lá nó hơi xấu là chuyện bình thường nhưng mà mình về mình ôm lông xong mình chơi là coi như chim nó có mùa luôn rồi mấy anh. 89 rồi ha, rất là cao cầu luôn, cao cầu mỏng lông cực kỳ ha, và anh em chăm lông xong là nó sẽ ra lông mới mình chơi luôn ha. Đó
Còn kinh mời như này mà rất là cầu cầu ha. Đó. $175 này mà rất là đẹp nè. Đó. Chim nó mới về đã chưa tỉnh lắm ha. Đây còn 174 nè. Rất là cao cầu. Lông lá cái này nó hơi xấu lắm nha. Thì ra là em bán 250 một con hết ha, không có bán nó thì lông lá nó hơi xấu. Nhưng mà vẫn giá cũ nha mà. Vì mỗi bỏi là đang trong cái mùa nó thay lông nha. Chuyện lông lá nó xấu là chuyện bình thường ha, mà quan trọng là cái chim nó có tố chất nó chơi ha. 174 nè, rất là đẹp nè. Đó. Để em ráng ngồi em canh cái con kia nó hót rồi em quay cho mấy anh coi ha. Rồi ok anh em, thì hôm nay là ngày 2 tháng 8 nha. Thì làm ngày đầu tuần nữa. Thì đây là cái dàn chim em mới về nè anh em. Mới về được ít chim của thằng Đắk Nông ha. Thì em để hết qua phía bên đây nè anh. Nó thì chim này là mới về nè. Thì cái dàn kỳ này lông lá nó không có được đẹp lắm anh. Thành ra là em bán 250 hết ha. Đó, đó, em về được có ít hơn anh. Còn bữa hôm em về được năm mấy con thì cũng rất là may mắn, được mấy anh ủng hộ rất là nhiều ha. Nó thì hôm nay về là tiếp tục về được mới. Nó thì đây, cái món này mới vừa về đó nè. Thì cái này là em bán là 250 một con nha mấy. Nãy giờ em đang canh cái con 71 này cho nó hót nè mấy. Đang kẹn chim thuộc vô cho nó hót đó mấy. Nãy nó hót sổng luôn á. Comment cũng thấy ha. Nó với lại con 80 này mấy. 80 này nãy hót nha mấy. Em có quay được cái clip đó. Đó. Rồi để em ngồi em canh tiếp coi con nào nó hót, em qua tiếp cho mấy anh coi ha. Em có kè con chim thuộc vô nè. Đó. Chim thuộc rồi thì cục đuôi nha mấy anh. Thì em kè vô cho nó hót. Cho kích mấy con này hót lên đó mấy anh. Rồi ok mấy anh. Phải mốt đứng hót luôn nè em. Mới hót lớn đó. Đó, 71 nha. 84 đang đứng rất di chuyển hót luôn nè. Đó. Thấy không? Đang hót ha. Đó, đang hót ha. Nè. Mở bỏ đi cái máy nè. Nè nè. Hú. Bỏ đi cái cái máy nè. Hót này đang đứng hót nãy giờ nè. Đó, con 71 này nha, 71 hót giọng rất hay ha. Đó. Đó, 71 khè rất là nhiều ha.
nghe không? Để em mở tiếng máy thì nó có to nào nó chơi luôn không? Trong nó đẹp nè.